Hơn 2.260 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng là những quả ngọt từ các hoạt động phong trào đoàn của thành phố Cần Thơ từ đầu nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay. Nổi bật là cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhật ký làm theo lời Bác, bố trí gần 15.000 tài liệu học tập nghiên cứu về chính trị, lịch sử, văn hóa, pháp luật ở các đơn vị trường học, tổ chức hơn 3.530 buổi xem phim, tọa đàm, trao đổi về các tác phẩm nghệ thuật về Đảng, Bác Hồ và hoạt động giao lưu với đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực. Đoàn bộ thành lập gần 2.370 đội, nhóm, báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn.